cái chợ mình có cái tên Tầm Pha là Tầm 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 Pha phải không? Như vậy là có cái tên nó bao nhiêu lâu rồi cô? Lâu rồi hả? Hồi xưa tới giờ luôn. Là hồi xưa rồi mình sao mà mình có cái tên đó ta? Không biết luôn á. Kêu kêu vậy cái bắt đầu bà con của bác là kêu theo tới giờ luôn á. Trời ơi đổ nước cốt vô nè bà con. Đó, hấp dẫn quá, hấp dẫn luôn. Con miếng hành vậy đó. Rồi đậy nắp lại là hồi khô. Hồi đặt lên là chín. Cũng nhanh quá ha. Bánh khọt, bánh xèo. Đây là tô bún chay của chợ Tầm Pha nè bà con. Bún chay nhìn rất là hấp dẫn. Có 10.000 à. Trời ơi 10.000 mà đầy đủ chân. Tà hủ, tô bún cũng nhiều bự. Chuối nếp nướng. Nhìn ngon quá cô. Bánh bò đường thốt lốt. Một miếng. Rồi có quay rồi. Một miếng này nhiêu? 5.000 hả? Rồi chị lấy em 2 miếng đi. Dạ con đang quay con đăng lên YouTube. Cá chim đen, cá chim trắng, cá chim đen. Có hai loại không con? Không, cái kia nó màu trắng. Vậy hả? À, con nữ cá chim mà. Là mấy cái cá đồng ha cơ hả con? Trời ơi, cá đồng sống lội luôn ha. Bên đây cũng cá đồng nè. Là chị là bán là hồi đó giờ bán đồ đồng không hả chị? Hello, xin chào tất cả bà con cô bác. Thì hiện tại em đang ở ấp An Thái, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Thì ở đây có cái chợ gọi là cái chợ Tầm Pha. Hôm nay thì trong video lần nãy á, thì em muốn quay cái cảnh chợ Tầm Pha. Thì cái chợ cũng nhỏ thôi bà con, cái chợ quê mà. Trước đầu chợ thì có cái cô này. Cái cô này cô bán chuối nếp nướng. Chuối nếp nướng nhìn ngon quá hả cô? Chán nhiều à cô? Dạ trái 5.000 ha. Cô lấy con hai trái đi. Dạ bữa nay chủ nhật rồi, thấy chợ mình cũng nhóm cũng thấy vui vui hả cô? Dạ cô đẩy lên xe bán gì rồi thì mình bán vòng vòng ở đây không, đâu có đi xa hả cô? Cô đậu ở đây cô bán hả? Đậu cô gì à? Đậu đây cô đậu đậu ra. Đây cô bán thôi. Dạ. Sáng sáng cỡ mấy giờ là chợ mình nó đông nhất cô? Lai gai hoài vậy đó. Rồi cỡ mấy giờ thì chợ mình nó tan? 9 giờ. 9 giờ ha. Rồi. Cô lấy con hai trái này. Đây cái cảnh phía ngoài nè bà con, chợ cũng nhỏ thôi. Chợ Tầm Pha. Rồi em đi vô trong chợ em quay coi cái chợ bà con buôn bán như thế nào. Khoan để em ngưng máy chút xíu. Thấy không, mua cái bà con lại mua tiếp cô. Rồi chúc cô mua mai bán đắt nha. Rồi em đi dài tới chợ luôn. Chợ nhìn cái cảnh chợ phía ngoài nè bà con. Đó, bà con bữa nay chủ nhật cũng buôn bán lai gai đó. Ôi chợ cũng gọn quá à. Phía trước có cô bán bánh tầm, bánh xèo. Trời ơi. Bánh xèo ăn rau miền Tây nè, bánh xèo nè. Đó. Dạ, bánh xèo, bánh khọt. Chị bên đây chị bán bánh mì hả? Bánh bò bắp. Trời ơi, bánh bò bắp. Rồi đây là cái một cái sạp mà bán bánh miền Tây nè. Trời ơi. Bánh bò đường thốt lốt một miếng. Bà chủ quán rồi bà sao bỏ đé hoài ông nậu. Rồi có quay rồi. Một miếng này nhiêu? 5.000 hả?
Rồi chị lấy em hai miếng đi. Bên đây là xôi, rồi bánh bao, bánh khọt, rồi này là xôi bắp. Rồi có xôi tím nữa kìa. Đây. Chợ mình em thấy cũng gọn quá ha. Dạ. Đây thì bên đây cũng có anh trai này bán trái cây thôi. Bơm rồi này kia. Đây là cái quang cảnh phía ngoài ngày chủ nhật. Bà con đi chợ cũng lây ra vậy đó. Thôi bây giờ em đi dài dài vô phía trong. Trong cái này là không có nhà lồng. Bây giờ chỉ là hai bên rồi. Nhà lồng ở dưới có hả? Ờ con đứng ngoài con không thấy. Rồi rồi rồi. Rồi giờ là hai bên này được cái đường đi vô nè bà con. Cảnh chợ quê cũng đẹp lắm. Thì cũng bán đầy đủ hết trơn đó. Tập quá rồi. Ở khu ngoài này mình bán ăn sáng. Thì dài dài vô. Trời ơi cảnh này nghe vô đây mát mẻ mà quá đẹp luôn. Quần áo này kia các thứ. Bên đây là cô này bán rau cải. Vô này khu nông sản. Trứng hộp vịt lộn. Dạ con quay cảnh quê. Cảnh chợ quê. Dạ quay dính rồi. Rồi rồi được rồi cô ơi. Rồi đi dài dài luôn vô bà con ơi. Trong đây bán quần áo vải. Bên đây là cái sạp thịt này, thịt heo. Rồi vô đây. Quay đăng YouTube anh ơi. Cảnh trong đây cũng đẹp quá nè. Trời ơi chợ này gọn quá. Rồi vô đây là có cái sạp này là bán đồ dùng gia đình. Đầy đủ hết. Bên đây đồ mũ này kia đồ. Mấy cô. Cô này cô bán khoai. Trời ơi khoai lang hả cô? Rồi qua YouTube hả chị? Cô. Trời ơi bên đây. Rồi trong đây có bán quán cà phê luôn bà con ơi. Rau. Rau cải thôi. Đi đi anh. Rau cải nhà rồi mình bán cà phê trước cửa nhà vậy đó. Cái nhà cái chợ của mình là cũng gọn quá ha cô. Chợ cũng gọn quá à. Con quay cảnh chợ, cảnh đẹp quê hương quay lên coi bà con buôn bán như thế nào. Trời ơi. Chị gái này gọt bưởi nè. Ủa gọt khóm mà. Dạ trái khóm nhìn bán nhiều à, chị là một miếng nhà, là một trái là một miếng gì một bọc gì là mình bán nhiều bán em bọc đi. Đây nè con thì ở trong đây cũng chợ chầm hỏm thôi thì bài ra đó cũng như là ngồi nè cái lót cái mình lấy ra vậy đó mình bán thôi. Đó trời ơi bữa nay trong đây bà con cũng đi chợ cũng lai gai xôn xao nè. Cảnh cũng rất là nhìn rất là dễ thương. Này quay đi quay cho cỡ bằng sung không? Dạ. Nó trong đây cảnh thấy tre này kia thấy mát quá. Cảnh chợ buổi sáng thì vậy thôi bà con ơi. Dạ rồi bên đây thì cô này cô bán bánh mì không thôi. Rồi trời ơi cảnh chợ trong đây hồi nãy bà cô nói trong đây là cái nhà lồng là nhà lồng trong đây nè. Trời ơi nhà lồng trong đây vậy đó che hết vậy đó. Trời ơi đây thì rau cải thôi mình đi dài dài qua đây. Bắp quay luôn chợ tầm pha hả con. Thôi giờ đi dài dài tới luôn bà con ơi. Ở trong chợ cá mà cũng có cô này cô bán bún nữa mà. Trời ơi mình bán bún thịt xào bún cá hả con. Trời ơi không quay YouTube thôi quay cảnh đẹp trên cảnh chợ. Trời ơi đây nè bà con ơi. Chợ vậy đó bán ở trong đây khu chợ cá thôi gọn vậy đó chợ của mình gọn vậy đó đi dài dài lướt qua anh đây một cái. Trời ơi
Mấy cái cá này chắc là mấy cái cá đồng ha cô, hả cô? Trời ơi, cá đồng sống lội luôn ha. Bên đây cũng cá đồng nè. Là chị là bán là hồi đó giờ bán đồ đồng không hả chị? Trời ơi, cá đồng không ha. Vậy là chợ mình là chợ cá đồng nhiều quá nè. Trời ơi. Chợ cũng gọn ha. Sáng chủ nhật cái bà con đi này quan cảnh là buổi sáng chủ nhật nè bà con. Trời ơi. Mình cũng bán cá đồng luôn hả bà? Dạ. Bên đó bự hơn chút là cá lóc nuôi ha. Dạ, quay phim luôn cô ơi. Chợ quê thì bán cá đồng này kia đồ nhiều lắm mà con. Cảnh chợ thì vậy thôi. Quanh đây cô này cũng bán cá nè. Chợ gọn vậy đó, cũng chợ nhỏ mà. Bán rau cải mặn. Trời ơi, bên đó có bán khô luôn hay vậy cô? Khô cá gì vậy cô? À, có điên hồng với cá chim ha. Bên này là cá chim đen hả? Cá chim đen phải không? Trời. Cá chim đen. Dạ, con đang quay, con đăng lên YouTube. Cá chim đen, cá chim trắng, cá chim đen. Có hai loại không cô? Không, cái kia nó màu trắng. Dạ. Vậy hả? À, con thứ cá chim à? À, cô bán này là rau nhà mình trồng luôn hả? Rau nhà trồng. Rồi khô mình cũng cá mình nuôi mình phơi luôn. Trời ơi, vậy là bán nhúm vậy ha. Rồi con chúc cô mua mai bán đắt nha. Cô bên đây thì bán rau cải, cũng có bán mặn với đu đủ rồi đó. Mặn đu đủ. Chợ gọn vậy thôi bà con ơi. Thôi bây giờ em đi dài ra luôn. Buổi sáng thì đi chợ mình nhóm chút xíu gì đó. Rồi chút xíu trưa khoảng 9 giờ là tan rồi. Chợ gọn mà. Bán mình bán hoa ha. Chợ mình gọn ha, đi vô đường đi ra đường gì gọi đó. chợ mini rồi, chợ nhỏ, chợ quê thôi. Bây giờ là đi ra. Rồi ở bên đây bán đồ mũ quá đẹp luôn nè. Xanh đỏ vàng tím cái gì đầy đủ. Cái lô này cũng gọn nè, đóng lô vậy đó. Rồi. Trời ơi, bữa nay chủ nhật rồi. Bà con đi chợ cũng đông quá nè. Đông đông cũng thấy vui. Trời ơi, em đi ra luôn cái luôn cho trọn vẹn cái bà con ơi. Rồi bên đó cũng có một con đường đi đi ra ngoài đường rồi. Bên đây thì bán trứng thôi, hộp vịt lộn, hộp gà, trứng vịt rồi đó. Rồi. Ngoài đây là khu là ăn sáng, uống phê, điểm tâm chay. Rồi bữa nay ngày 18 bởi vì bà con ăn chay nhiều. Điểm tâm chay đây nè. Bữa nay 18 mình bán được hả cô? Trời ơi. Đó, bán đồ chay rồi cơm rồi bún cái gì đầy đủ chân. Mình bán cái gì vậy cô? Bún bánh tằm, bánh chà, hủ tiếu. Bún bánh tằm hủ tiếu ha. Làm con tô bún đi. Bún nước không khô. Dạ bún nước đó cô ơi. Con nhỏ bên kia kìa, lên nhặt là một cái tay hoài. Mấy con này nghe không ổn không đợi nha, nhứt cái nách bữa nay. Nhứt cái nách bữa nay à. Nhứt ngon chứ không phải nhứt mà để đau mà uống thuốc nha, nhứt ngon. Bà con bữa nay ăn chay cũng nhiều quá. Ở đây mình đa phần là mình người đạo gì nhiều hả cô? Bà
đạo Phật không? Dạ đạo Phật ha. Bữa nay 18 nhưng mà con đi chơi rất là nhiều. Con nói đi Lan. Đây là tô bún chay của chợ Tầm Pha nè bà con. À, bún chay nhìn rất là hấp dẫn. Có 10.000 à. Trời ơi 10.000 mà đầy đủ chân. À, tà hủ, tô bún cũng nhiều bự. Rồi em mời bà con ăn sáng với em nha. Đây là cái quang cảnh phía ngoài nè bà con. Đó, phía ngoài vậy đó. Cái này có cái xăng rồi bắt bàn ra ăn sáng thôi. Chợ nhỏ. Trời ơi. Đổ bánh ngọt mà. Trời. Mình múc ra vậy đặng mình để cái nhân vô hả con? À mình để nước cốt trắng lên ha. Rồi rồi đậy lại chút hả? À, đậy lại chút mới chế ha. Cái chưa em mới đi tới đây à? Chưa ghé chợ. Dạ. Dạ. Cái chợ mình có cái tên Tầm Pha là Tầm Pha phải không? Như vậy là có cái tên nó bao nhiêu lâu rồi cô? Lâu rồi hả? Hồi xưa tới giờ luôn. Là hồi xưa rồi mình sao mà mình có cái tên đó ta? Không biết luôn ha. Rồi kêu gì cái bắt đầu bà con của bác là kêu theo tới giờ luôn ha. Trời ơi đổ nước cốt vô à, bà con. À, hấp dẫn, quá hấp dẫn luôn. Có miếng hành vậy đó. Rồi đậy nắp lại là hồi khô. Hồi đặt lên là chín. Trời ơi cũng nhanh quá ha. Bánh khọt, bánh xèo miền Tây. À, chợ này chắc cũng lâu rồi, mấy lâu lắm mà cỡ khoảng nhiêu năm con? Xưa giờ chắc cỡ 50-70 năm không? Dạ. Trời ơi. Rồi thôi em cũng xin khép video lại tại đây. Chúc bà con có một ngày mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Oh, trời ơi.